Kỷ niệm Ngày Đổi Mới Sáng Tạo Thế Giới 21 tháng 4 và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5. Sáng ngày 25 tháng 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về triển khai chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị đã phổ biến quán triệt thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức thực hiện chiến lược, đồng thời trao đổi thảo luận đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoàng lắng nghe tâm tư các giọng, khó khăn dướng mắt từ các nhà khoa học ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bộ trưởng Lê Minh Hoàng cho rằng, khoa học công nghệ không chỉ dừng lại là tạo năng suất, sản lượng mà là tạo ra giá trị gia tăng. Giá trị gia tăng đến từ những cái tích hợp đa giá trị trong một ngành với mục tiêu hướng tới là giảm chi phí như nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, rồi nông nghiệp xanh, giảm phát thải, dần dân. Tất cả là để tạo ra thương hiệu, tạo ra giá trị gia tăng. Đó chính là hướng đi của khoa học công nghệ trong tương lai. Sáng ngày 25 tháng 4, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam làm trưởng đoàn về công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có trên 207.000 người cao tuổi, chiếm gần 13% dân số. Trong đó có 143 cơ sở hội người cao tuổi, 717 chi hội, gần 4.000 tổ hội, tổng số hội viên là hơn 155.000 người, đạt trên 76% tổng số người cao tuổi. Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị trong thời gian tới, hội người cao tuổi các cấp tỉnh thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền để người cao tuổi nắm bắt kịp thời chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Chú trọng công tác phát triển hội viên, đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thường xuyên công tác người cao tuổi trên địa bàn, phát huy hiệu quả tốt các hoạt động phong trào người cao tuổi, qua đó tạo sự chuyển biến hoạt động hội có chiều sâu hiệu quả. Tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh Thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi và công tác hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện phát huy các thiết chế văn hóa để tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho người cao tuổi. Đồng thời quan tâm đến chính sách cho người làm công tác người cao tuổi, dân dân. dịp này Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam cho 10 cá nhân, đồng thời trao tặng kinh phí 50 triệu đồng cho ban đại diện người cao tuổi tỉnh để hỗ trợ cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 25 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự án luật đất đai sửa đổi. Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề chính như quyền thuê trong hợp đồng thuê đất hàng năm, thẩm quyền thu hồi đất quốc phòng an ninh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, hình thức giao đất, cho thuê đất cho đơn vị sự nghiệp công lập, trường hợp cho thuê đất trả tiền cho thuê đất hàng năm, cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, dần dần. Hội nghị ghi nhận 14 lượt ý kiến đóng góp của đại diện các sở ngành, chuyên gia. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Sáu cảm ơn đại biểu đã đóng góp ý kiến cho dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này. Đơn vị sẽ tiếp thu các ý kiến mong tiếp nhận thêm các góp ý để hoàn chỉnh báo cáo ở kỳ họp quốc hội tiếp theo. Hơn 5,3 hecta rau lúa cây ăn trái được cấp chứng nhận hữu cơ BGS. Đó là kết quả của dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019-2023 do tổ chức Seed Table và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Nước sạch Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp thực hiện. Tại hội nghị tổng kết vào sáng ngày 25 tháng 4, các đại biểu tham gia dự án đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện đến tháng 4 năm 2023, định hướng thực hiện giai đoạn 2023-2026. Các nhóm nông dân, điểm trường học có tham gia dự án đã chia sẻ tình hình thực hiện dự án này. Theo đó, từ khi triển khai dự án đến nay, có 6 trên 9 nhóm nông dân sản xuất rau, lúa, cây ăn trái được cấp chứng nhận hữu cơ, 24 nông dân, diện tích hơn 5,3 hectare. Bà Ino Mayu tổ chức Cito Table cho biết, giai đoạn 2023-2026 sẽ tiếp tục đồng hành với PGS Đồng Tháp để hỗ trợ nhóm nông dân nâng cao năng lực, đảm bảo chất lượng và mở rộng thị trường. Cùng với đó tiếp tục xây dựng vườn rau tại một số trường học. Hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và 10 chuyên gia Nhật Bản để mở lớp tập huấn nâng cao năng lực trong ba lĩnh vực: gồm nông nghiệp hữu cơ, chế biến thực phẩm, quản lý và phát triển kinh doanh góp phần đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nông nghiệp và nông thôn tại tỉnh Đồng Tháp. Ngân sách dự kiến cho hoạt động khoảng 9 tỷ đồng từ nguồn tài trợ Nhật Bản. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp các chủ rừng, chính quyền địa phương tiến hành ra soát các đối tượng thường xuyên xâm nhập trái phép vào rừng để có biện pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp. Thực hiện nghiêm chế độ trực để tiếp nhận thông tin về diễn biến tình hình công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Báo cáo ngay khi phát hiện cháy rừng về cục kiểm lâm theo số điện thoại 0986 668 333 để phối hợp chỉ đạo và quy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết